Mến chào các anh chị và các bạn, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mỗi chương trình. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chúc các khán thính giả thân thiết một buổi tối đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, giấm là một loại gia vị quen thuộc mà bếp ăn nhà nào cũng có. Giấm là loại gia vị rất giàu canxi, axit amin, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác. Và ngoài việc được sử dụng như là một loại gia vị để nấu ăn thì giấm còn là một loại dược liệu tuyệt vời cho sức khỏe nữa đấy. Và nếu như bạn chưa biết làm sao để có thể biến giấm thành một loại dược liệu thì video sau đây sẽ dành cho bạn để chia sẻ với các cô bác và các anh chị điều đó. Cùng đón xem! Bất ngờ công dụng mới của giấm chữa cả tỷ bệnh mà nhiều người không biết. Xin mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Như cô bác đã biết, giấm là loại gia vị rất giàu canxi, axit amin, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Ngoài tác dụng làm tăng hương vị cho món ăn, nếu biết dùng đúng cách thì giấm còn là loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nếu cô bác sử dụng giấm để kết hợp với một số loại thực phẩm có mặt trong gian bếp của mình thì chắc chắn cô bác sẽ có trong tay một số loại thần dược có thể ngăn ngừa và điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Ngay bây giờ cô bác hãy cùng chúng tôi điểm qua những loại thực phẩm có thể kết hợp với giấm để tạo ra những phương thuốc thần kỳ này cô bác nhé. 1. Đậu đen ngâm giấm làm khỏe mạch máu, chữa bệnh mỡ máu. Đậu đen ngâm giấm là một bài thuốc nổi tiếng trong Đông y với rất nhiều tác dụng. Theo nghiên cứu của Viện Sinh học Nhật Bản, nếu cô bác ăn đậu đen ngâm giấm trong vòng 8 tuần thì chỉ số mỡ máu của cô bác sẽ giảm đáng kể. Đồng thời hỗn hợp này còn giúp làm mềm mạch máu và thúc đẩy máu lưu thông tốt hơn. Một nghiên cứu khác cũng được tiến hành trên 60 người mắc bệnh cao huyết áp. Các chuyên gia đã cho họ ăn đậu đen ngâm giấm và kết quả thu được cho thấy huyết áp của những bệnh nhân này giảm đáng kể nhờ tiêu thụ đậu đen ngâm giấm mỗi ngày. Ngoài ra, đậu đen ngâm giấm cũng giúp chị em phụ nữ giảm cân một cách an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, đậu đen ngâm giấm còn hỗ trợ cô bác điều trị một số căn bệnh mãn tính như táo bón, đau lưng, đau chân, tiểu đường, tóc bạc sớm. Để làm hỗn hợp đậu đen ngâm giấm, cô bác hãy dùng một cái chảo lớn đặt lên bếp, bật lửa cho chảo nóng rồi đổ đậu đen vào rang. Khi rang, cô bác nhớ dùng đũa đảo đều tay để đậu chín và không bị cháy khét. Cô bác cứ rang cho đến khi đậu đen dậy mùi thơm, chín đều và khô vỏ thì hãy tắt bếp. Tiếp đến, cô bác hãy chuẩn bị một cái lọ thủy tinh rồi cho đậu đen vào. Số lượng đậu đen cô bác cho vào chỉ nên chiếm khoảng 2/3 lọ. Phần không gian còn lại là để cho đậu nở ra. Sau đó, cô bác hãy đổ giấm vào ngập phần đậu đen này, đậy nắp lại cho thật kín rồi bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. Chỉ cần ngâm khoảng 2 tháng là cô bác đã có thể sử dụng hỗn hợp đậu đen ngâm giấm này được rồi. Mỗi ngày cô bác hãy ăn khoảng 2 thìa đậu. Nếu có hệ tiêu hóa không được tốt, cô bác có thể cho thêm một chút mật ong vào để ăn cùng cũng được. 2. Lạc ngâm giấm, thải sạch độc trong cơ thể. Từ xa xưa, lạc ngâm giấm đã nổi tiếng là bài thuốc cổ truyền chữa được nhiều chứng bệnh. Lạc chứa rất nhiều axit béo không no, rất tốt cho cơ thể con người. Tuy nhiên, nó lại là một nhược điểm mà hàm lượng lipid và calo rất lớn. Thế nhưng, sau khi ngâm giấm thì các chất dinh dưỡng trong lạc sẽ được giải phóng nhiều hơn và hàm lượng những chất không tốt cho sức khỏe sẽ được giảm đi đáng kể. Sử dụng lạc ngâm giấm sẽ giúp thải sạch độc tố trong cơ thể cô bác và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Bài thuốc này còn cải thiện được tình trạng cao huyết áp, giúp bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông cực kỳ hiệu quả. Thường xuyên dùng lạc ngâm giấm trong thời gian dài còn ngăn ngừa được các căn bệnh về tim mạch và cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Hỗn hợp này cũng có thể chữa được chứng suy nhược thần kinh, giúp cô bác giảm căng thẳng và ngủ ngon giấc hơn. Phụ nữ ăn lạc ngâm giấm sẽ có được làn da mịn màng và ngăn ngừa được các hiện tượng lão hóa xương và da xuất hiện ở tuổi trung niên. Cách làm lạc ngâm giấm cũng rất đơn giản. Đầu tiên, cô bác hãy đem lạc đi rửa sạch. Nhớ là phải giữ lại lớp vỏ lụa bao bên ngoài hạt. Tiếp đến, cô bác hãy để lạc ráo nước rồi cho vào bình thủy tinh. Sau đó, đổ giấm vào cho ngập lạc. Cuối cùng, cô bác hãy để bình ở nơi không có ánh nắng trực tiếp. Sau khi ngâm từ 5 đến 7 ngày, cô bác có thể bắt đầu sử dụng hỗn hợp này được rồi. Mỗi ngày, cô bác có thể ăn lạc ngâm giấm 2 lần vào buổi sáng và tối. Mỗi lần, cô bác chỉ cần lấy khoảng 8 đến 10 hạt lạc để ăn là đã có thể bảo vệ tối ưu cho sức khỏe của mình rồi, cô bác nhé! 3. Gừng ngâm giấm, chữa ho, cảm lạnh, đau họng, mất ngủ, đau đầu.
Gừng là một loại gia vị rất bổ dưỡng và đồng thời cũng là một loại dược liệu quý. Nếu các bác kết hợp gừng với sấm thì sẽ tạo ra một bài thuốc đơn giản nhưng lại chữa được rất nhiều chứng bệnh. Gừng ngâm giấm có tác dụng rất tốt trong việc chữa ho, cảm lạnh, đau họng, mất ngủ và đau đầu. Nó cũng hỗ trợ điều trị viêm khớp và giảm bớt các triệu chứng khó chịu của các bệnh liên quan đến dạ dày. Đặc biệt với các đấng mày râu, gừng ngâm giấm còn là liều thuốc tự nhiên giúp bổ thận tráng dương và phòng ngừa các căn bệnh về tuyến tiền liệt vô cùng hiệu quả. Với những cô bác nào muốn giảm cân, việc ăn gừng ngâm giấm và uống một thìa nước giấm còn có tác dụng đốt cháy lượng chất béo dư thừa và đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn ngăn ngừa chứng rụng tóc cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, việc cô bác dùng gừng ngâm giấm để ngâm chân hàng ngày cũng mang lại nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe như phòng cảm lạnh, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm đẹp da, điều hòa kinh nguyệt, phòng ngừa các căn bệnh về tim mạch và giúp cô bác ngủ ngon giấc hơn. Để làm gừng ngâm giấm, cô bác chỉ cần mua gừng về, rửa sạch, cạo vỏ rồi đem thái lát. Sau đó, cô bác hãy ngâm gừng vào nước muối tầm 15 đến 20 phút rồi vớt ra để cho ráo nước. Tiếp đến, cô bác hãy cho giấm vào nồi và đun sôi với một ít đường. Sau khi nước giấm nguội, cô bác hãy cho gừng vào lọ thủy tinh và đổ nước giấm vào xâm xấp mặt gừng. Sau đó, cô bác hãy đậy kín nắp lại, ngâm gừng khoảng vài ngày là có thể lấy ra sử dụng được rồi. 4. Trứng ngâm giấm giúp cơ thể hấp thu tốt thức ăn, có lợi cho người khó tăng cân. Đây là bài thuốc có từ thời Hy Lạp cổ đại và hiện nay đã được rất nhiều người biết đến. Trứng ngâm giấm không chỉ tổng hòa thành phần dinh dưỡng của trứng và giấm mà còn giúp cô bác tránh được nguy cơ nhiễm khuẩn khi ăn trứng gà sống. Thông thường, ruột non rất khó hấp thụ lòng đỏ và lòng trắng của trứng khi chúng còn sống. Thế nhưng khi cô bác ngâm với giấm thì các chất dinh dưỡng của chúng sẽ được cơ thể hấp thụ một cách dễ dàng. Hơn nữa, khi ngâm với giấm, lòng trắng trứng sẽ giải phóng ra một loại enzyme có tác dụng chống lại các loại vi khuẩn gây hại. Ngoài ra, vỏ trứng cũng sẽ mềm đi và được hòa tan bởi giấm. Vỏ trứng sẽ tạo thành một loại muối vô cơ vô cùng tốt để ruột non hấp thụ vào cơ thể. Sử dụng trứng ngâm giấm còn giúp cô bác nâng cao thể lực, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm mềm mạch máu, hạ huyết áp, hạ lipid máu, điều hòa chứng mất ngủ và hay mơ màng. Để làm trứng ngâm giấm, cô bác hãy chọn một quả trứng gà tươi và đem ngâm với 150-180ml giấm. Sau khi ngâm 2 ngày, cô bác hãy khuấy nát quả trứng rồi ngâm thêm 1 ngày nữa là có thể sử dụng được. Thông thường, một quả trứng ngâm giấm có thể dùng trong một tuần. Mỗi ngày, cô bác chỉ cần lấy khoảng 20-30ml hỗn hợp trứng ngâm giấm, đem pha với khoảng 250ml nước đun sôi để nguội, rồi uống sau bữa ăn khoảng 30 phút. 5. Táo ngâm giấm kích thích hệ tiêu hóa, giải độc cho cơ thể. Giấm táo chính là tên gọi quen thuộc của hỗn hợp này. Loại giấm này không chỉ chứa nhiều vitamin hữu ích cho sức khỏe mà chúng còn mang đến hương vị cực kỳ hấp dẫn khi cô bác thưởng thức. Giấm táo có khả năng cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa một cách đáng kinh ngạc. Cô bác chỉ cần thêm một thìa giấm táo vào một cốc nước và uống trước khi ăn khoảng 20 phút. Việc này sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa và đẩy mạnh quá trình hấp thụ thức ăn. Ngoài ra, việc sử dụng giấm táo còn cực kỳ có lợi cho hệ bạch huyết của cô bác. Chính vì lý do này, nếu thường xuyên sử dụng giấm táo, cô bác sẽ ít bị cảm lạnh hoặc mắc phải những căn bệnh vặt so với lúc cô bác chưa sử dụng hỗn hợp này. Giấm táo cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các loại enzyme có tác dụng rất tốt trong việc giải độc cho cơ thể. Không chỉ có vậy, giấm táo còn mang đến tác dụng giảm cân, làm chậm quá trình lão hóa, chống táo bón, hạ huyết áp và làm giảm lượng đường trong máu cho cô bác. Cách làm giấm táo cũng cực kỳ đơn giản. Cô bác chỉ cần lấy 2 quả táo, sau đó cắt thành từng lát mỏng rồi cho vào một cái lọ thủy tinh. Tiếp đến, cô bác hãy cho giấm vào. Nếu thích, cô bác có thể cho thêm một chút mật ong và đường phèn vào cũng được. Sau cùng, cô bác hãy đậy nắp lại và cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh hoặc để ở nơi khô ráo, thoáng mát trong 5 đến 7 ngày. Khi sử dụng, cô bác có thể ăn trực tiếp các lát táo hoặc uống một thìa nước giấm táo để bồi bổ cho sức khỏe của cô bác nhé. Có thể thấy, giấm không chỉ được dùng trong ẩm thực mà còn có thể kết hợp với những loại nguyên liệu khác để tạo thành nhiều phương thuốc khác nhau. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm nay, cô bác đã chọn cho mình được một loại thực phẩm thích hợp để kết hợp cùng với giấm táo. Sau khi sử dụng hỗn hợp này, hãy chia sẻ kết quả với chúng tôi và những người thân yêu bên cạnh mình cô bác nhé!
Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Nếu thấy hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!